Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay tiếp tục là hai ván đấu rất hay của Nam Phương công tử Lại Lý Huynh trên đấu trường Thiên Thiên Tự Kỳ. Hai ván cờ phế xe liên tục tấn công rất đẹp mắt. Mời các bạn thưởng thức. Biên bản ván 1, Công Tôn Đức phi tượng cuộc, phế xe kinh hoàng. Chứ. Chứ. Chứ chứ. Chứ. Tướng quân. Chư chư. Chư. Chứ. Chứ. Tướng quân.
吃 Tại đây, nếu như bên đen ham ăn quân mà chơi xe 3 tấn 6 thì lập tức đỏ sẽ chơi mã 5 tấn 3 chiếu tướng. Đến đây buộc tướng đen phải lên và đỏ chơi tiếp pháo 9 thối 2 đang dọ sát cục với mã chữ điền. Đến đây, đen rất khó lòng để chống đỡ. Buộc đen phải bay tượng và đỏ chơi tiếp. Chốt 6 tấn 1 chiếu tướng. Ở đây, nếu như bên đen thối tượng, tượng 7 thối 5 thì chốt sẽ bình 5 tuyệt sát ngay. Cho nên, buộc đen phải thối xe về chống đỡ. Và chốt 6 bình 7 chiếu tướng. Đến đây, đen mất xe, kém thế, đỏ ưu thế hoàn toàn. Còn nếu như ở đây tham quân, mà bên đen chơi, thối xe về, bắt pháo, thì đỏ chơi tiếp. Pháo 9 thối 1 chiếu tướng, tiếp tục. Đen sẽ chơi xe 3 tấn 1 để tìm cách bắt quân, thì đỏ sẽ có nước những công như sau. Mã 5 tấn 6 chiếu tướng, buộc tướng phải lên, nếu xuống tướng pháo thì chiếu tướng, đen mất xe. Và đỏ, phế pháo, tiếp tục bay mã lên, chiếu tướng. Mã 6 tấn 5, đến đây không thể xuống tướng, buộc phải vào rồi. Và tiếp tục. Mã 5 tấn 3 chiếu tướng, đưa mã về hình chữ điền. Sau đó bên đỏ sẽ chơi. Chốt 6 bình 5 với rất nhiều đường chiếu tướng sát cục, chốt chiếu cũng sát, mã chiếu cũng sát. Đến đây không thể nào chống đỡ được. Chúng ta hãy quay lại hình cờ thực chiến. Trong thực chiến thì bên đen đã chơi xe 3 thối 2 để bắt pháo và đỏ thối pháo chiếu tướng. Ở đây như mình đã phân tích, nếu tấn xe thì sẽ thua ngay, buộc tướng đen phải xuống. Mời các bạn xem tiếp diễn biến rất hấp dẫn của ván đấu.
吃 将军 吃 将军 将军 吃
吃。 草马将军。 Tại đây nếu như đen sai lầm thối xe về cản mã thì lập tức bên đỏ sẽ chơi mã 6 tấn 4 bắt chết xe đen. Tới đây thấy thua đã quá rõ ràng. Chúng ta hãy quay lại hình cờ thực chiến. Jin! Bộ Cao Mã, Tướng Quân. Tướng Quân. Jin. Tướng quân. Tướng quân.
将军周炮。将军，再将。将军，再将。挂角马，将军。将军，吃。将军，
将军。Giờ đến đây không còn quân đi, Công Tôn Đức đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2 Mạnh Thường Phong phế xe kinh điển.吃。吃。吃。吃。我草马将军。
吃。 吃鸡。 吃。 破相。 吃。 吃。 吃鸡。 将军。将军抽车。 吃鸡。 吃鸡。 将军。
吃。
将军。再将。将军，将军。破事。吃。将军。对点笑。Chúc năm Tân Mộc chiếu tướng sát cục. Các bạn vừa thưởng thức hai ván cờ rất đặc sắc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.